để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường mới đây tại lào cai cục kỹ thuật an toàn và môi trường bộ công thương đã chủ trì hội thảo bảo vệ môi trường trong quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản Hội thảo động sự tham gia của đại diện các sở công thương khu vực phía Bắc và hơn 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản. Theo thống kê của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Bộ Công thương, cả nước có khoảng 120 hồ chứa quặng đuôi đang hoạt động trên địa bàn 16 trên 63 tỉnh thành phố. Phần lớn các hồ đập chứa quặng đuôi nằm trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai. Các hồ chứa có dung tích đa dạng từ vài chục nghìn đến hàng triệu mét khối tùy thuộc vào công suất khai thác mỏ để đáp ứng công tác bảo vệ môi trường các hồ chứa quạng đuôi tại hội thảo, nhiều đại biểu đã nhấn mạnh về yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế hồ thải. Theo đó, tùy tính chất nên xem xét bố trí xây dựng, lắp đặt các trạm quan chắc trong quá trình xây dựng để theo dõi, giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình theo thiết kế đã phê duyệt, bố trí các thiết bị theo dõi, đo đạc, kiểm soát chất lượng công tác xây dựng, kiểm soát hoạt động dịch chuyển và biến dạng lún đập thải, độ lỗ rỗng thân đập được biết để tăng cường năng lực về bảo vệ môi trường nói chung và công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hồ chứa quạng đuôi nói riêng bộ công thương cũng đã ban hành quy định về quản lý vận hành hồ chứa quạng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản